kêu hai loại mọi người, bò kho với bánh mì á. Ôi không, thử cái bò kho với bún bò nè, để cho mọi người xem. Này là bún bò nha, bún bò trong đây có ăn nhiều heo to lắm mọi người. Bên đây là hủ tiếu bò kho, thịt to vân mềm mềm mọi người, mời mọi người nha. Vừa ăn mình ăn này trước mọi người, rồi mình ăn bún bò sau. Thịt mềm mọi người, thịt nhiều. Mời cả nhà. Mình xin lỗi, từ từ mình tập lại cả nhà. Mình hay kêu mọi người mình thích mềm. Cả nhà mình thích mềm vậy nè. Này là bò kho ha, với bún bò. Về vị trí nguyên bản của mình này, có cà trà đá nè cả nhà. Mình thích thịt này lắm, thịt này mỏng mềm dễ ăn, thích cái màu nước này. Nãy mình quên quay cho mọi người cả nhà xem cô dâu chú rể đang quay chụp ảnh á. Trà đá nhưng anh tan đá cả nhà. Có một tay thôi cho nên mình phải tự
Hơi sức nhiều.